Xin chào anh em, hôm nay em Tùng review cho anh em xem cái bộ DCD 2992 hàng từ Mỹ về. Thì hàng này vừa về, nó sinh năm 2020, sản xuất 2020 và máy sản xuất tại Mỹ và từ trung tâm phân phối của Cali, Florida, Cali và gửi cho mình. Rồi. Thì cái 2992 thì nó mới trầm trầm. Em sẽ đập hộp ra cho anh em. Đây là một cái thùng, nó chứa một máy, bao gồm một máy này, một cái DCD 996 này, và tay cầm này, tay cầm mới này, và nó là cái sạc 115, thì nó điện là 120V, sạc 115 điện 120V, hàng Mỹ nó 120V. Còn hàng China thì nó là 220, và hàng China thì nó sản xuất tại China. Rồi mình cũng có hàng China, anh em nào muốn mua thì cái thân máy này giá của nó là hàng China nó còn tầm khoảng 1,6 triệu, 2,6 triệu. Đây, hàng Mỹ về nó mới đây, mình sẽ khui ra cho anh em xem luôn. Đây là đập hộp ra luôn ha. Đấy. Đấy. 996 nha anh em. Cái thân máy 996 hàng Mỹ về cái cao su nó rất là êm, rất là mượt so với hàng Việt Nam. Đầu tiên mình phải gạt qua. Thánh có thánh nha anh em. Rồi, 996 đây, hàng 2020 và nó là sản xuất 2020, nó có ép mã đây. Ép mã đây 2020 này anh em. Đây. Và nó có Make in USA, mã QR code. Có mã số luôn nha anh em. Đây. Rồi, ở trên đây nó có dán tem lá cờ Mỹ và ba cấp độ. Nó là lực 2.000 vòng trên phút, 2.000 vòng trên phút và lực 95 Newton, ba cấp độ điều chỉnh tốc độ. Rồi, bên này là pin 5, sản xuất năm 2020 và 5A 20V, hàng Mỹ 20V. Và pin này sale China và đóng tại Mỹ nha, bát tại Mỹ. Hàng này hàng mới về, nó đóng tại Mỹ luôn. Chuyển về đóng pin tại Mỹ luôn. Rồi, mình test cho anh em. Và cái cấp độ này và cái nguyên cái combo này giá hiện tại là 6,5 triệu, chưa bao gồm phí ship. Anh em quan tâm thì liên hệ 0962 232 180. Em Tùng em xin cảm ơn anh em. Bộ 299 B2 996 32 Mỹ về hiện tại giá rất là gắt. Thì tất cả anh em buôn hàng Mỹ thì cũng đã chuyển qua hàng Việt Nam rồi, không chịu nổi rồi. Ok, cảm ơn anh em.